Hello anh em, tiếp tục xuất kho nha anh em. Hàng VIP lại lên đường, 5018 Thái nha. Máy dàn xe hãng ủi đầu về Hà Tĩnh cho khách. Con này hàng đẹp nha anh em, động cơ, số, đùi, đồ ghi tới trơn luôn nha. Cho anh khách ở Hà Tĩnh, anh trai cũng vô xem máy rồi về trước nha anh em. Hôm nay tốt ngày, giao cho anh trai. Rồi chúc anh Google làm ăn phát tài luôn nha, con này về Hà Tĩnh. Chứ nào lấy lăn thử cầu chưa thử? Thử chưa? Dê lên hả? Năm 18 Thái nha anh em. Về Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Hàng đẹp. Xế quá trời đẹp luôn. Cái X183 ủi đầu luôn. Chim á, chim lên không? Kiếm gì chim lên á? Kiếm gì chim lên á? Gãy gãy à, chim ngang đây, chim ngang đại à. Ừ đúng rồi đó. Hàng đẹp cho anh em, máy gì tới ủi đầu. Con này hàng chuẩn nha anh em, động cơ, số má, đùi đồ dính trơn luôn. Hàng xới đẹp nữa. Mét 83 về Kỳ Anh, Hà Tĩnh cho anh gục. Chúc anh gục làm ăn phát tài nha. Chim nữa, lấy kiếm đầu chim cho nó lên cái ai. Kiếm cái đầu chim cho nó lên cái, lên được. Lấy khúc cây á. Có khúc cây không? Khúc cây cao cao á, lên mới được. Con này dàn sới còn quá trời đẹp luôn nha anh em, nhìn cái bông sới còn sưng in luôn. Thêm chiếc nữa nha anh em, 4508 cũng máy Thái luôn, về Nam Định. Máy dàn cài, hai em máy cài ra Bắc nha.
4508DI. Hàng cũng còn đẹp nha anh em. Máy dàn cài. Con này thì đủ bộ. Chim lên nữa, chim lên nữa, chim khúc trên đó. Đâu có, đằng cài bỏ nó mà, đâu có lên đằng cài. Bỏ ra. Lên nó bị sạn bên liền à. Còn một em 4.4 về Lâm Đồng nữa, cũng chuẩn bị lên xe luôn nha. Này cuối tuần mấy anh trai chốt đơn nhiều quá. Lên luôn. Rồi. 58 này hàng VIP nha anh em. Động cơ số má đùi là nguyên bản nghiêm chỉnh. Cái môi gà, từ từ. Ôi. Từ dàn sớ nè. Lấy cái đầu qua. Con gửi để 8 đi nha nè. Về Nam Định tới đi. Ê tháo dàn cài ra. Tháo dàn cài ra. Tháo dàn cài hồi lấy xe cẩu cậu lên mới được. Dàn cài chỉ đâu có vừa đâu vé. Con này về Nam Định. Con này về Nam Định nha anh em. Dạ gì vậy? Đẹp hả? Chô. Đẹp hả? Đó, nè. Ghê không? Không lên luôn rồi. Ê, phải, Sơn không có lại gợi. Tháo chân cài ra. Em ve lên hay chạy lên? Tháo ra chưa? Hôm nay về Nam Định nha anh em. Nè, tối nay được mấy chiếc, ba chiếc máy cài với hai cái máy cuốn gom. Con gửi đây 8D nha. Con này bản cam nha anh em, nhưng mà còn đẹp. Rồi cảm ơn anh trai nha. Rồi anh em mà mình có nhu cầu mua máy cứ liên hệ trực tiếp cửa hàng em nha. Địa chỉ là quốc lộ 53 xã Tân Lương, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long nha anh em. Địa chỉ mới. Ôi ghen, vô lấy hai chai nước sơn cam bỏ vô bọc máng lên cho 58 thôi, quên nữa.
Rồi vé được rồi. Về Nam Định nha anh em. Máy dàn cài bánh lòng, còn bộ bánh lòng nữa. 4 người đã 8 đi. Đấy, anh em mình có nhu cầu chốt đơn máy cứ liên hệ với cửa hàng em nha. Khu ta Văn Ma đời mới là còn nhiều lắm. Rồi mấy anh cần hàng gì cứ liên hệ trực tiếp em nha. Rồi chào nha.